Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dân tộc và Phát triển của Truyền hình Nhân dân. Quý vị thân mến, vượt qua nghịch cảnh, gỡ bỏ định kiến xã hội, nỗ lực vươn lên với khát khao khẳng định bản thân, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ngày càng tự tin khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Và để có được sự thay đổi này chính là nhờ các chính sách, dự án, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cũng như việc tuyên truyền, vận động của các cấp, ban ngành đã thực sự hiệu quả, từng bước giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin bước qua rào cản mặc cảm, thay đổi số phận. Họ như những bông hoa của núi rừng đang vươn lên tỏa hương và truyền đi những thông điệp ý nghĩa, những giá trị tốt đẹp về cuộc sống. Làm gì đây? Ôi, cô đang phân loại sản phẩm để gửi cho khách mà. Đây là cổ áo đúng không? Ừ, đây là cổ áo. À, cháu mới xuống à? Vâng. Tới thì cháu có một đoàn khách họ muốn đến để tham quan và trải nghiệm văn hóa của người Mông và người Giấy. Thì cháu thấy ở đây là cô có những cái sản phẩm rồi cũng có trải nghiệm về nghề truyền thống ấy, có nghề vẽ sáp ong này, nghề làm hương này, rồi nghề khâu bục nhuộm nữa. Nên là mọi người cũng rất là thích tìm hiểu. Thì như vậy thì người dân vừa có thể là có thêm thu nhập từ những hoạt động trải nghiệm và các sản phẩm, bán các sản phẩm này. Rồi du khách cũng có những trải nghiệm hay ấy. Bọn cháu cũng tận tiện hơn khi mà đưa mọi người đi và có những trải nghiệm thú vị cho du khách. Đấy, thì đấy. Bây giờ các cô là có các sản phẩm đây rồi nhưng các cô cũng chưa có biết cách làm thế nào để tiếp cận được gần khách. Nếu mà các cháu mà có khách như thế thì là cô nghĩ là bà con ở đây chị em sẽ có nhiều việc làm hơn. Ở đây thì cô sẽ cho làm cái không gian trải nghiệm về vẽ sáp ong với là khâu bùng nhuộm tràm ở tại đây luôn. Còn khi mà nặn hương ấy thì là cô sẽ cho khách là di chuyển vào các xã viên ở trong hợp tác xã. Cô sẽ không tập trung vào một nơi và mình sẽ luân phiên đi mỗi địa điểm, là một dịch vụ là sẽ một địa điểm thì nó vâng, sẽ giúp cho sẽ tất cả mọi giúp người được nhiều người hơn. Vâng. Kết hợp quảng bá văn hóa truyền thống gắn với hoạt động du lịch chính là dự án đầy tiềm năng mà chị Sùng Thị Lan, giám đốc hợp tác xã Mường Hoa ở bản Tả Van, thị xã Sapa đã và đang triển khai trong thời gian gần đây. Có lẽ sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, nơi bản làng còn nhiều khó khăn vất vả, nên từ sớm, chị Lan đã ý thức phải vươn lên thoát nghèo, cũng như giúp chị em cùng hoàn cảnh thay đổi cuộc sống. Và nghề làm thổ cẩm chính là nghề truyền thống mà đã là phụ nữ Mông ai cũng thuần thục từ tấm bé. Vậy nên, phát triển thương hiệu từ thổ cẩm cũng như xây dựng các hoạt động du lịch gắn với thổ cẩm chính là sự lựa chọn để theo đuổi trong hành trình khởi nghiệp của chị Sùng Thị Lan. Sinh ra là một người dân tộc Mông thì là mình cảm thấy ở bản địa mỗi ngày càng phát triển theo công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì là mọi người sẽ không còn mặc cái trang phục truyền thống nhiều nữa, không còn thêu thùa này, không còn dệt vải này, không còn nhuộm này, không còn vẽ này. Thì mình từ cái đó thì mình thấy là ngày mai một thì khả năng là trong thế hệ tương lai của các con cháu sẽ còn không biết lưu giữ được những cái bản sắc văn hóa dân tộc. Và đến ngày hôm nay đã thu hút được rất là nhiều người cùng nhau tham gia và có cái mức thu nhập ổn định cho một số chị em cùng tham gia với hợp tác xã và cùng nhau làm du lịch. Và ở đây thì chúng mình có một cái nhóm cộng đồng du lịch của bà con dân tộc, đặc biệt là phụ nữ làm chủ, và sẽ cùng nhau làm. Và nay là chúng mình đã khẳng định là chúng mình đã gìn giữ và bảo tồn được và đã phát triển được, là chúng mình sẽ kiếm tiền từ cái nghề chính bản địa mà có, và chúng mình đã gìn giữ được cái bản sắc văn hóa dân tộc. Vậy là bên cạnh dòng suối Mường Hoa, gian hàng nhỏ rực rỡ sắc màu thổ cẩm của chị Lan luôn rộn rã tiếng cười nói của du khách. Họ đến để có thể trải nghiệm những công đoạn vẽ sáp ong hay xem kỹ thuật nhuộm tràm trên vải. Dường như ai cũng thích thú khi được tự tay vẽ sáp ong, sáng tạo ra những tác phẩm của riêng mình
để lưu giữ làm kỷ niệm. Ngoài ra, khi thu hút khách du lịch tới cửa hàng cũng sẽ giúp việc bán các sản phẩm thổ cẩm dễ dàng hơn, từ đó mang lại thu nhập cho các chị em trong hợp tác xã. Cái mong muốn nhất của mình ở đây là mình rất là mong muốn là chị em ở đây sẽ được cải thiện về cuộc sống. Bởi vì tại sao ạ? Đối với chúng mình ấy, khi mà khởi nghiệp ấy, đối với các anh nam như là đã khó rồi, đối với những người phụ nữ nông thôn vùng sâu vùng xa như chúng tôi là càng khó hơn gấp vạn lần. Bởi vì tại sao? Bởi vì mọi người không biết tiếng Kinh, mọi người bị rào cản về tiếng nói này, mọi người bị mù chữ này. Mọi người không có gần chợ búa này, không gần phố xá này. Mọi người mỗi người ở một bản và mỗi người ở một núi nên là rất là khó để mọi người kiếm tiền. Khi khách du lịch về đến đây là không phải chỉ riêng bà Lan làm thổ cẩm được hưởng, không phải chỉ riêng bạn Hướng làm du lịch làm được hưởng, mà từ cái bà con mà làm nông nghiệp, từ người trồng rau cho đến nhà tạp hóa, rồi cho đến nhà du lịch cộng đồng, rồi cho đến cái nhóm văn nghệ, rồi cho đến tất cả mọi cái trong diễn ra trong cuộc sống này của mọi người, tất cả mọi người cùng nhau được hưởng. Nên là mình rất là mong muốn trong tương lai tiếp tục cố gắng để cùng nhau đưa du lịch về Tà Văn nhiều hơn để cải thiện làng bản ngày một đi lên hơn. Đặc biệt, với phương pháp sản xuất truyền thống, các mặt hàng thổ cẩm của hợp tác xã Mường Hoa độc đáo, mang đậm dấu ấn riêng và hoàn toàn được nhuộm bằng màu tự nhiên, không hóa chất. Mẫu mã sản phẩm cũng được làm rất đa dạng, sáng tạo, phù hợp với thị hiếu hiện nay của khách hàng. Là một cái túi, một cái ví thôi, nhưng mà đối với những người sản xuất ở đây là đã phải khoa tay rất là nhiều. Ví dụ như là chị người dệt vải sẽ là một người rồi, và người nhuộm chàm, nhuộm củ nâu sẽ là một người rồi, lại người thêu, rồi là người ra mẫu, cắt mẫu, rồi lại người may. Tối thiểu một cái sản phẩm ra thì đã phải qua tay 4 đến 5 người. Có nhiều công đoạn thì mình sẽ sử dụng nhiều nguồn nhân lực, cũng đồng nghĩa là mình sẽ tạo được công ăn việc làm cho nhiều chị em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, và đặc biệt là các chị em phụ nữ ở đây. Và mình ở đây thì mình cũng thực hiện theo cái đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, và để giảm thiểu được cái lượng bà con buôn bán hàng rong tại Sapa, và cũng là tạo việc làm cho các chị em này không phải đi đeo bám nữa. Rồi cộng vào đó thì chúng mình sẽ gìn giữ được cái bản sắc văn hóa này. Và bản là mình cũng hay nói chuyện với mọi người là phải, mọi người phải gìn giữ những cái gì mình có, nếu thì mới có thể thu hút được khách về đây đông. Còn nếu mà mọi người đánh mất một càng mai một ấy, thì là sẽ không có gì, đồng nghĩa là không có gì để cho khách du lịch về bản cả. Nên là bây giờ mọi người cũng rất là hào hứng để cùng nhau tham gia. Không chỉ là vươn lên khởi nghiệp, cùng nhau gìn giữ văn hóa, phát triển kinh tế để thay đổi cuộc sống, mà hiện nay phụ nữ vùng dân tộc thiểu số cũng luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái. Đây là một buổi mổ heo đất tiết kiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, Bắc Giang. Số tiền thu được từ mô hình này thường để dành giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ở huyện Sơn Động có gần 26.000 hội viên phụ nữ, trong đó hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm 73,8%, chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Cao Lan, Giao, Sán Chí. Để giúp nhau giảm nghèo bền vững, các cấp hội trên địa bàn huyện đã duy trì 95 mô hình tiết kiệm như nuôi lợn đất tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, hũ gạo thiện tâm. Từ các phong trào tiết kiệm gần 1,4 tỷ đồng hỗ trợ cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hỗ trợ xây mới 6 ngôi nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số. Đến nay, các cấp hội giúp 225 hộ thoát nghèo, trong đó 65 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, 13 hộ nghèo là dân tộc thiểu số. Triển khai đến cho các chi hội, và các chi hội đã tuyên truyền vận động chị em hàng ngày, các chị tiết kiệm ngày, ví dụ như là các chị thu gom phân loại rác thải tại hộ gia đình, thì các chị bán những cái bìa nhựa, vỏ chai, xong thì các chị tiết kiệm để giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn hoặc phụ nữ yếu thế, giúp nhau để phát triển kinh tế, hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp và không lấy lãi. Thực hiện cái mô hình tiết kiệm lợn đất thì mỗi một ngày là chị em đi chợ sẽ tiết kiệm, coi là ít nhất thì là 1.000-2.000, còn chị em nào có nhiều thì ta bỏ nhiều. Thế sau đó thì cái số tiền đấy là đến một thời điểm nhất định thì chúng ta sẽ đập lợn ra và hỗ trợ các chị em có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay, các chị em đại diện hội phụ nữ lại xuống thăm gia đình bà Đoàn Thị Tư, một trong những hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây nhà. Nhìn căn nhà khang trang rộng rãi vừa hoàn thành,
ai cũng vui mừng và cảm thấy ấm lòng khi đã góp được một chút công sức giúp bà Tư có cuộc sống ổn định hơn. Trong nhà dù mọi thứ còn đơn sơ, chưa có vật dụng gì nhiều, nhưng với bà Tư, đó chính là giấc mơ hạnh phúc nhất. Vừa qua thì có những cái ngôi nhà dột nát thì được ban hội phụ thị trấn, phụ nữ thị trấn An Châu thì là đã giúp đỡ tôi căn nhà tình thương, thì tôi rất cảm ơn, tôi rất mừng lắm, chưa bao giờ tôi mơ được cái nhà như thế này. Để giúp đỡ những gia đình khó khăn, ngoài phong trào nuôi heo đất thì hội phụ nữ ở huyện Sơn Động cũng rất tích cực vận động chị em thực hiện mô hình hũ gạo tiết kiệm. Cứ vào định kỳ sinh hoạt, tùy theo tấm lòng của mỗi người, chị em lại tổ chức góp gạo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, các em mồ côi cha mẹ. Ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều, thậm chí có chị em đi vắng, không kịp tham gia buổi họp thì lại nhờ người thân hoặc các chị em khác mang gạo tới đóng góp. Điều này chứng tỏ ý thức, trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng ngày càng được nâng cao. Tôi đã sinh hoạt với chi hội là hơn 20 năm rồi. Và cái phong trào đóng góp hũ gạo tình thương này ấy, thì là chúng tôi có từ rất lâu rồi. Và cứ mỗi một năm ấy thì là chúng tôi quy định là đóng góp 2 kỳ. Nhưng mà nếu xảy ra bão lũ hoặc là như thế nào đó thì chúng tôi lại vận động thêm. Thì cái chương trình này ấy là chúng tôi đóng góp thường xuyên. Đây dù là những hoạt động nhỏ nhưng thật ý nghĩa, nhất là khi được chia sẻ giảm bớt đi gánh nặng cuộc sống với những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Và đó cũng là điều tốt đẹp mà những người phụ nữ cùng giúp nhau vượt qua, vươn lên. Một năm ít nhất là xây từ 5 đến 7 ngôi nhà máy ấm tình thương. Một năm ít nhất là hỗ trợ từ 50 đến 80 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và trong cái việc tiết kiệm này thì đã xuất hiện nhiều những cái gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, như nhiều gương phụ nữ có những cái hoạt động các mô hình hiệu quả. Như năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Động đã tổ chức cái hội nghị tuyên dương 40 năm phụ nữ là đồng bào người dân tộc thiểu số làm theo lời Bác. Trên đây đều là những câu chuyện truyền cảm hứng về sự đoàn kết, nghị lực, lòng quyết tâm thay đổi vận mệnh, số phận của những người phụ nữ nơi bản nghèo. Họ đã chứng minh được vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong xã hội hiện đại, đã nỗ lực vượt qua khó khăn, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Do kinh tế phát triển, do nhận thức thì vai trò phụ nữ làm chủ gia đình cũng phát triển hơn. Có những vùng ấy, là người chồng thì chỉ chú ý đến quan hệ xã hội. Thế nhưng trong kinh tế thì người vợ đã đảm đương được và vai trò bình đẳng giới đã thực hiện. Như ở các làng mà phát triển du lịch thì phụ nữ người Mông làm ra nhiều tiền hơn nam giới, cho nên đã chuyển biến. Và ông chồng muốn chi tiêu gì thì đều phải hỏi bà vợ. Thậm chí chúng tôi muốn mua bộ trang phục cho bảo tàng, mua cái váy của người Mông để làm cho bảo tàng. Thì thống nhất với gia đình rồi, thống nhất ông chồng rồi, nhưng ông chồng phải hỏi vợ cái vai trò của phụ nữ. Với phụ nữ dân tộc thiểu số, dệt thổ cẩm là một nghề được trao truyền và nối tiếp qua nhiều thế hệ. Mỗi tấm thổ cẩm ra đời được xem như một tác phẩm nghệ thuật thể hiện rõ quan niệm về cái đẹp. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại khiến nghề dệt thổ cẩm dần trở nên mai một. Chủ yếu chỉ còn các bà, các mẹ vì tiếc nghề của cha ông mà gìn giữ. Với chị Hà Thị Hằng, để hồi sinh lại nghề dệt thổ cẩm truyền thống nơi mảnh đất Con Cuông, tạo công ăn, việc làm cho rất nhiều phụ nữ trong thôn bản là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại và sự hòa nhập về văn hóa len lỏi tới từng bản làng người Thái, thì nghề dệt thổ cẩm lại đứng trước nguy cơ mai một. Thương nghề, tiếc nghề, mong muốn giữ lấy bản sắc riêng của tổ tiên bao đời nay đã thôi thúc và khiến chị Hà Thị Hằng, từ một người phụ nữ Thái chỉ biết tới công việc nội trợ, trồng dâu, nuôi tằm và dệt thổ cẩm, đã đứng lên tập hợp chị em trong bản để cùng tham gia thành lập hợp tác xã sản xuất thổ cẩm. Với ước muốn giản dị, vừa giữ nghề truyền thống, vừa tăng thu nhập cho mọi người.
hợp tác xã chúng tôi là thành lập năm 98. Thì 2010 là bắt đầu tôi là làm giảng viên, là đi dạy tất cả các huyện, từ huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, từ Quỳ Châu, Quỳ Hợp sang bên này. Thì tính đến thời điểm này thì chắc có lẽ cũng đếm được khoảng hơn 2-3 nghìn học viên rồi. Khi đầu thì thành lập hợp tác xã thì có 7 người thôi. Nhưng mà sau lớn dần là tăng lên 12-13 người. Sau đến thời điểm giờ thì trong cái thôn bản ấy là có 60 gia đình là tham gia vào cái nghề dệt thổ cẩm. Từ cái động lực ấy, yêu thích, đam mê cái nghề, sở nghề mai một. Cho nên là tôi là bắt đầu đi khắp mọi nơi. Càng đi thì càng có nhiều cái vui, bản sắc nó khác nhau. Với là có nhiều những cái lớp học sinh họ yêu thích muốn học thì mình cũng tâm huyết, thế là cứ đi làm thôi. Những tấm thổ cẩm trước đây thường chỉ dành cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, cho các lễ hội hay những cô dâu chuẩn bị về nhà chồng. Này đã trở thành các sản phẩm không chỉ giúp người Thái giữ lại nét truyền thống quê hương mà còn góp phần tăng thêm thu nhập cho những người phụ nữ nơi đây. Trên nền thổ cẩm với các mẫu hoa văn truyền thống như hình quả chám, giá chiêng, mặt trăng, mặt trời, hình các loài vật như hươu, nai, chim chóc, rồng, thì các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu và xu thế hiện đại ra đời. Xưa thì họ chỉ có trang phục thôi, nhưng mà giờ thì kiểu khách tham quan, khách du lịch ấy, vì họ đến với mình là họ yêu thích, ví dụ như một lấy cái túi chẳng hạn, hoặc cần nón, hoặc là túi sách, hoặc là tranh treo tường chẳng hạn. Thì từ chỗ đó là khách họ đến đặt thì mình là tạo công ăn việc làm cho bà con. Thì là khi nào tôi cũng bản thân tôi là cứ làm, ví dụ như khách đến đặt đấy, thì làm cái hàng mẫu cho chị em trong bản này, là chị em là dệt, sau đó là máy thành cái túi, cái ví. Ví dụ như là nếu mà khách có yêu cầu mình thêu cả chữ vào, mình cũng thêu cả chữ vào. Từ những chiếc khăn quàng cổ với các họa tiết hoa văn khác nhau tới túi sách, quần áo đều mang rõ nét đặc trưng riêng của thổ cẩm Thái, nhưng không kém phần độc đáo mới lạ. Một nét mới lạ trên nền truyền thống và cũng góp phần không nhỏ làm nên sự hồi sinh cho nghề dệt thổ cẩm của những bản làng Thái trên mảnh đất Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân tộc và Phát triển ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi ý kiến đóng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư phongvanhoa@nhân dan.org.vn hoặc qua số điện thoại 0243-266-9508. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!